Nếu như các bạn là người yêu thích âm thanh của Nhật Bản và các bạn mong muốn có một chiếc ly chơi tiếng bát mềm mại, trầm sâu và chuyên chỉ chơi dòng nhạc chậm thôi tức là những dòng nhạc trữ tình thì hãy lựa chọn Sansui và muốn có một chiếc ly chơi theo kiểu trong sáng, tí tách và thường thường thiên về giải cao thì các bạn có thể chơi những chiếc ly của Pioneer nhưng đặc biệt tôi nhấn mạnh đặc biệt những người muốn có một chiếc ly có thể đánh được tất cả các loại nhạc chơi đa di năng từ loa âu loa mỹ loa nhật thì hãy lựa chọn những châm ly của đề nông vì các bạn thấy rằng âm ly đề nông có thể chơi nhạc nhanh có thể chơi nhạc chậm một cách xuất sắc rồi cũng có thể chơi những dòng nhạc hòa tấu thính phòng opera giao hưởng những dòng nhạc bác học đòi hỏi khơi gợi trí tuệ thì chỉ có đề nông và thậm chí là chúng ta có thể ghép thêm vang thêm mic vào để nghêu ngao karaoke khi đánh vào những dòng loa bốt nhưng các bạn thấy rất rõ trên thị trường hiện nay thì những dòng âm ly đề nông nó rất hợp với những cái dòng nhạc mới đang thịnh hành ví dụ như nhạc tiktok nhạc youtube các bạn nhìn thấy trước mắt là hai châm ly đề nông 2000 có giá chỉ hơn 10 triệu đồng thôi Đây là những chơm ly đẹp xuất sắc mà các bạn có thể dễ dàng sở hữu